Hôm nay là ngày 8 tháng 3 2023, thứ tư, bây giờ là 1 giờ 10 phút. Đang có mặt ở thôn Đông Triều, xã Lý Vư, thành phố Yên. Đây là cây nhãn cổ tổ của xã Lý Vư, nhãn lồng. Cây nhãn lồng cái này nó phải mang danh là cổ tổ. Phương thành phố Hưng Yên.